Đi chơi thì em cũng ngả lời là vợ em cũng đồng ý luôn. Đi đâu? Dạ, thì hai đứa em đi Vũng Tàu. Đi Vũng Tàu. Rồi dạ. Tối có về không? Hay là ngủ lại? Dạ không về, dạ ngủ lại. Thì cứ muốn một phòng ngủ thôi, nhưng mà ai nấy ngủ thôi. Đó, nhưng mà cái đó là lần đầu tiên đi với ông này, nên là thôi cũng sợ, không đâu cho. Tối đêm đó cũng có mon men đúng không? Thì không, lúc đó thì cũng sợ thôi, nhưng mà đâu chịu. Đêm đó mướn phòng hai giường đúng không? Không, hình như phòng một giường thôi. Một giường làm ấy mà em sao em khó chịu không? Dạ không, thiệt không đó. Em giữ cho vợ em, chứ không phải là em phải khó chịu, em cũng bất rất vậy lắm anh. Mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay để cùng gặp gỡ cặp vợ chồng thứ nhất. Xin chào hai em, mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Nguyễn Thới Quá Trân, năm nay em 29 tuổi. Hiện tại em là nhân viên kế toán. Lời đầu tiên thì em xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận, em xin kính chào quý khán giả. Em tên là Trần Phan Hiển, năm nay em 32 tuổi, hiện tại em cũng đang là nhân viên kế toán của văn phòng. Hiển, làm chung công ty không? Dạ không. Lần đầu các bạn gặp nhau và yêu nhau như thế nào? Hai đứa em thì nên duyên cũng từ một cái chương trình mai mối trên TV. Để đoán nha, chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò đúng không? Đúng rồi. Tụi em yêu chéo nhau là sau khi gặp mặt ở ngoài chúng mới gặp nhau, mới là yêu nhau thôi, chứ không phải là chung một cái chương trình đó luôn. Ủa là dạ, có nghĩa là em với vợ em là hai cặp khác nhau. Hai cặp khác nhau em đó rồi, xong tự nhiên hai cặp đó không thành. Đúng rồi. Tụi em ra ngoài đời gặp nhau là thành một cặp này. Có nghĩa là các bạn, có nghĩa là sau khi tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò xong thì rồi đi ra ngoài mới gặp nhau. Đúng rồi. Mà gặp nhau ở đâu? Tại vì chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò là có một cái chương trình offline ở ngoài nữa. Thấy chưa? Thì khi mà quay xong ở trên đây thì tụi em mới là tụ tập lành trở thành một cái group. Xong rồi mới là up ở ngoài mới gặp nhau. Đó, tại vì phải nói rõ chứ tôi tưởng đâu là gặp nhau ngoài bãi dưới xe rồi quen nhau. Mình nói để cho khán giả biết rằng là chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò không chỉ lên sóng truyền hình mà còn là có một cái chương trình offline của Bạn Muốn Hẹn Hò nữa. Đúng chưa? Khi mà các bạn gặp lại nhau trên cái buổi offline đó thì ai là người ấn tượng người kia trước tiên? Lúc đầu thì em ấn tượng của vợ em trước. Trước khi mà em lên chương trình Bảo Hoàn Hò thì em cũng có coi một số phát sóng trên TV. Thì cái hôm đó là em coi trúng tập của vợ em phát sóng. Thì em coi trên TV thì hôm đó thấy cô này cổ ít nói, cổ chín chắn, cổ dễ thương. Mà hôm đi off thì em gặp ở ngoài mà cô này cổ rất là vui vẻ, rất là nhí nhảnh. Em mới lại bắt chuyện làm quen. Lúc đó tại vì em quay trước rồi, em đã quen với mấy bạn trong chương trình rồi. Lúc đó là em cũng có quen một bạn trong cái group đó rồi. Lâu lâu cái nhắn tin trên Facebook đồ này kia, hỏi thăm đồ này đó, thì em cũng thấy bình thường, không có ấn tượng gì hết. Nhưng mà đến bao lâu thì em mới dừng lại với người ấy mà chấp nhận anh? Chắc cũng được 2-3 tháng gì hà. Xong rồi cái anh này cứ tấn công. Bạn này biết không? Bạn này dạ biết, dạ biết. Tại lúc đó trong group là vợ em rất là nổi tiếng chị. Ai cũng theo vợ em đó. Lúc đó xinh xắn dễ thương lắm. Dạ, nhiều đối tượng lắm. Cái group đó còn tồn tại không? Còn chứ. Còn hiểu bữa nào tôi gia nhập. Nó giỡn thôi. Nó giỡn. Cả nước biết luôn. Nó giỡn. Cái này không có cắt đâu, đừng hy vọng. Nhưng mà em biết người ta đã có bà người ấy rồi mà em còn theo đuổi nè. Tính của em là thích đánh đồn có địch nó vui hơn anh. Em tấn công bằng cách nào đâu. Cứ rỉ rả tối về em nhắn tin vui buồn gì em cũng nhắn tin, em gọi điện thoại, em cứ rủ đi cà phê. Bạn đi với mình thì mình phải chốt cơ hội liền. Còn bạn đi với người khác thì em biết là mỗi lần đi là vợ em đều đi với các bạn trong group hết. Dạ nên em cũng cố gắng đi theo luôn. Qua em chở vợ em là từ từ vợ em cứ chịu em liền. Vậy đó hả? Chứ vậy mà lúc đầu em đâu thích, nó không có người chở rồi. Cái bắt đầu cái sau này mình chuẩn bị mình lơ cái người ấy rồi đó. Bắt đầu cái ông này gặp đang buồn buồn nữa, cứ rủ đi chơi đi này đi kia, rủ mình tối ngày rủ đi chơi hoài. Mà gặp cái tính của em là hay thích đi chơi, ai rủ là cứ đi liền. Rồi đến khi nào mới bắt đầu chính thức yêu nhau? Dạ thì chắc có lẽ là hơn một năm sau thì em biết là bạn em với bạn trong group là không có quen nữa. Nên trong một lần đi chơi thì em cũng ngả lời là vợ em cũng đồng ý luôn. Đi đâu? Dạ thì hai đứa em đi Vũng Tàu. Đi Vũng Tàu rồi. Tối có về không hay là ngủ lại? Dạ không về, dạ ngủ lại. Thì cứ muốn một phòng ngủ thôi, nhưng mà người ai nấy ngủ thôi. Đó, nhưng mà cái đó là lần đầu tiên đi với ông này, nên là thôi cũng sợ, không đâu cho. Tối đêm đó cũng có mon men đúng không? Thì không, lúc đó thì cũng sợ sợ thôi, nhưng mà đâu chịu. Đêm đó mướn phòng hai giường đúng không? Không, hình như phòng một giường thôi. Một giường mà ấy mà em sao em khó chịu không? Dạ không, cũng thiệt không đó. Em giữ cho vợ em chứ không phải là em không phải khó chịu, em cũng bức rất vậy lắm anh. Bức rất chưa? Vậy cũng đâu chịu bỏ qua đâu anh. Dạ. Không có chịu bỏ qua. Còn nữa đi đúng. Đâu bao lâu nè? Mấy tháng sau cái là rủ đi Đà Lạt chơi.
đi mấy ngày luôn. Rồi, rồi ở chung khách sạn. Đó, cái chủ yếu là cái chỗ đó. Rồi ở cái phòng mấy giường. Đâu có chịu hai giường. Đó. Rồi sao? Tới luôn, điều gì tới nó cũng dạ đúng rồi, điều gì tới nó sẽ tới, không cần đưa đẩy anh ơi. Nhưng mà vui á. Vui. Thấy chưa? Lấy rồi. Trời ơi, chị nào? Hỏi một cái là chị giục miệng là chị biết là chị trật rồi. Ừ. Chị phải quay qua em liền. Ừ, đó. Lấy đó, lấy đó chị ơi. Nói tiếp đi. Nghe nè, sau đêm đó là coi như là không có còn cái gì để gọi là giữ gìn nữa hết, đúng dạ, không? Đúng rồi. Đó, xong hết rồi. Rồi có bị biến cố gì xảy ra không? Dạ không, lúc đó thì chưa, còn sau thời gian này thì mới có biến. Dạ thì sau một thời gian khoảng 2 năm em cũng có thừa với ba mẹ của em là em quen vợ em, là em cũng xác định là hai đứa tiến tới với nhau. Thì lúc nói ra thì mẹ em nói là hai vợ chồng em không có hợp tuổi, nằm trong tứ hành xung á. Dạ nên lúc đầu thì không những là mẹ của em mà mẹ vợ em thì biết tin hai đứa quen nhau thì hai bên cũng có cấm cản. Lúc đầu cũng làm cho hai vợ chồng buồn, nhất là vợ em buồn nhiều. Nhưng mà các em làm như thế nào để vượt qua những điều đó mà chinh phục gia đình mà cho dạ, cứu nhau? Lúc đầu thì mẹ cũng đâu có chịu, cấm dữ lắm. Mẹ nói thôi mới quen, chưa có tình cảm sâu đậm gì đâu, thôi chấm dứt đi. Một thời gian khoảng một năm trời á, mẹ cứ tạo áp lực hoài, cái cũng nói với anh này là thôi chắc là không được rồi, thôi chia tay đi chứ giờ. Cứ ngày nào về mẹ cũng la rồi bắt hả, quen người này quen người kia rồi làm mai làm mối cho em đủ. Bên gia đình em như thế nào? Lúc đầu thì mẹ em là cũng không có đồng ý, nhưng mà tại vì em ở xa ba mẹ, em thì trong này học rồi lập nghiệp, còn ba mẹ em thì vẫn ở quê. Em quê đâu? Tại em quê ở Bình Định, em cứ nói với mẹ là bây giờ mẹ không cho quen thì con cũng quen thôi, con với mẹ đâu ở chung đâu ở xa. Với lại ba em cũng hiểu em nữa, ba em cũng thoáng hơn, ba em cũng động viên mẹ. Thì bây giờ thời đại bây giờ rồi, tuổi tác đâu quan trọng, miễn sao là hai đứa thương nhau là được rồi. Dạ. Một thời gian sau thì mẹ em cũng đồng ý là ba mẹ em quyết định vô để thăm nhà vợ rồi hỏi cưới vợ. Ba mẹ vô là đi qua bên nhà vợ là đồng ý liền hả? Mẹ em chỉ nói với em là hôm đó là ba mẹ vô để nói chuyện với bên nhà vợ để cho phép hai đứa quen nhau. Nhưng mà thực tế ra là ba mẹ em đã chuẩn bị sẵn ở ngoài quê hết rồi, là đi coi thầy ngày giờ tốt cho hai đứa rồi. Khi vừa bước vô nhà vợ em được chào hỏi được ba câu, khi mẹ em đưa ra được tờ giấy tờ trình ngày này cưới, ngày này hỏi, ngày này làm bình, vợ em bị choáng quá. Đó, em cũng nói với mẹ em là bên nhà Hiển là qua chơi chứ biết mặt thôi. Tự nói chuyện xong mấy câu đem giấy tờ ra. Xong mẹ lần lượt kéo xuống nhà sao hỏi, ủa cái gì vậy, tự nhiên kêu qua gặp mặt mà sao giờ tự nhiên nói chuyện rồi đóng hỏi đám cưới gì, có ngày định sẵn hết trơn luôn. Nhưng mà cuối cùng bà vẫn chấp nhận. Dạ không, mới đầu mẹ nói trời không được không được, rồi cũng căng thẳng với em lắm á, kêu cái mới lên nói chuyện lại là thôi để cho suy nghĩ. Với lại cái thời gian cưới nó cũng gấp quá anh chị ơi, tại vì tháng 3 là ba mẹ em vô, là tháng 8 là đòi cưới rồi. Với lại ba mẹ em đã đi coi thầy sẵn là bắt buộc là phải năm đó cưới. Cái mẹ mới hỏi là ủa có gì không mà sao cưới liền vậy. Nhưng mà sau đó em thuyết phục mà mẹ đồng ý. Dạ đúng rồi. Vậy vui rồi đúng không? Là nay là cưới được bao lâu rồi cưng? Dạ cưới được hơn 2 năm rồi. 2 năm có con chưa? Dạ có một bé gái được 19 tháng. Cưới xong là dính đầu liền. Cưới xong là dính liền đúng không? Dạ. Đúng rồi. Với lại lúc cưới về thực sự là hai vợ chồng em không biết là có baby. Là tụi em trước đó là đã dính rồi đúng không? Dạ đã dính rồi nhưng mà hai vợ chồng không biết. Không biết luôn. Dạ về một tuần sau vẫn đi trăng mập ở Phan Thiết thì vẫn làm rầm rầm. rầm rầm luôn. Thực sự là em không biết mà vợ em cũng không biết luôn. Đến khi nào thì mới biết? Đến hôm đó là tại vì cái thai nó càng ngày càng lớn á. Tại vì hôm đó vợ em mệt quá, em chở vợ em đi siêu âm bác sĩ còn la hai vợ chồng nữa. Có thai gần 3 tháng rồi mà vui quá mà không biết luôn. Wow. Tại chắc tụi em còn trẻ mà. Dạ. Đúng không? Với lại vợ em không có biểu hiện như bà bầu anh ơi, không có bị ốm nghén gì hết đó. Vợ em khỏe lắm. Mà em không có đều hả? Em dạ đúng rồi, không đều. Cho nên đâu có biết, đâu có để ý. Rồi ở với nhau là 2 năm rồi. Dạ. Thấy không? Thì cô ấy có tật xấu gì không? Dạ có. Tới đại hội vạch mặt đó. Nhiều lắm anh ơi. Nhiều lắm. Trời ơi, nhấn nữa cái nhiều lắm anh ơi. Vợ em thì cũng ở với ba mẹ từ nhỏ tới lớn rồi nên việc nhà hơi lười lắm á anh chị ơi. Tại vì ba mẹ thương, ba mẹ làm hết rồi, giờ có chồng về thì em làm. Nhưng mà tụi em là đang ở với ba mẹ vợ hay sao? Ở với ba mẹ vợ thì từ tháng 6 tới nay thôi, còn lúc trước trong khoảng thời gian hơn một năm đó là tụi em vẫn ở nhà thuê. Không biết làm chuyện nhà. Nóng tính nữa anh, không có kiên nhẫn, không biết giữ con. Ở nhà mà ngày nào mà có hai mẹ con ở nhà là nhà ơi như là em nói là như là đánh trận. Là em là về là thu dọn chiến trường hết luôn. Dạ, đúng rồi, em thu dọn chiến trường. Bạn bè mà ai rủ đi chơi là không cần biết ở nhà chồng con ba mẹ như thế nào là gật đầu cái rộng liền. Đi chơi là đi ban ngày hay đi ban đêm?
Dạ đi ban ngày, tại vì em tụi em có em bé là phải đi ban ngày để về tranh thủ cho bé nó nghỉ ngơi nữa. Ham đi chơi nè. Ham đi thích chơi. Mua sắm không? Mua online nhiều lắm anh ơi. Gì cũng có gì? Cái đó, cái đó là đó. Bây giờ tới em đó, anh ấy có tật xấu gì? Trời, ảnh là còn hơn em nữa thì có. Nói em nóng tính nhưng thật ra ảnh là nóng tính gấp ngàn lần em luôn á. Còn nói với cái vụ mua sắm online là ông lại là chùm số 1 luôn á, chứ không phải em đâu. Vậy hả? Em mua cái đồ đó để xài cho gia đình đó. Đúng rồi. Ảnh là không bao giờ lãng mạn với em được một xíu nào luôn á. Từ lúc mà hả tỏ tình, cũng chưa tỏ tình với em lần nào hết á. Không có nói là yêu em hay sao gì hết á. Ảnh lúc giai đoạn kết hôn cũng không có thèm hả cầu hôn em được tiếng nào hết á. Trời, cái lúc mà dẫn vô khách sạn, dẫn vô phòng có lãng mạn không? Cái đó chỉ có kiểu thề mút móc vậy thôi. Có nói nhẹ nhàng, có nói ngọt ngào không? Có anh, cái đó bảo đảm được. Có tới bây giờ là vẫn có được một cái những là... lúc như thế là vẫn có nói được cái là anh chỉ nói là anh thương em vậy đó, chứ chưa bao giờ nghe được câu anh yêu em hết. Rồi bây giờ em mong muốn anh ấy thay đổi điều gì? Em muốn là anh bớt nóng tính một xíu, rồi có thể lãng mạn với em một xíu. Bây giờ em mong muốn bà xã thay đổi điều gì? Thứ nhất là vợ em là tính kiên nhẫn lại một chút xíu, tại vì bây giờ mình có con rồi, mình phải thương con nhiều hơn để từ đó mình thương ba mẹ hai bên nhiều hơn. Với lại vợ em cũng chăm lo làm việc nhà chút xíu để phụ ba mẹ. Chị thấy vừa rồi vợ em nói cái điều rất là chính xác đó. Em tỏ tình với vợ em đi, tại sao chưa bao giờ nói yêu vậy? Nói thương thôi là sao? Hay hôm nay có muốn nghe bạn ấy nói một cái điều gì đó nó ngọt ngào với em không? Đó, muốn chứ, đứng lên đi. Trời ơi, mình đứng mình chứng kiến biết bao nhiêu lời tỏ tình đáng yêu. Bây giờ thì anh sẽ không tỏ tình, nhưng mà thật sự bây giờ là anh nói là anh thương em rất nhiều. Không, không phải chữ thương, không có xài chữ thương. Rất nhiều. Cái chữ thương nó cũng hay vậy đó. Không, người ta đã chữ thương rồi, người ta muốn cái chữ yêu. Thì thật sự bây giờ là anh yêu em và thương con rất là nhiều. Nói chung là anh thương hai mẹ con. Yêu nó đã. Đã gì đâu. Trời. Nó thấy chưa? Đó. Đây là điều mà chị em chúng tôi rất cảm thấy là hạnh phúc, đúng không chị Dân? Được chứng kiến rất nhiều những nụ hôn, những lời nói ngọt ngào. Xin chúc cho hai em mãi mãi như thế này. Thôi, cảm ơn hai đứa nha. Tên là Nguyễn Thành Luân và em 31 tuổi. Em hiện là giảng viên của trường đại học. Rồi còn cô dâu. Dạ em tên là Đinh Thị My, em là sinh viên vừa mới tốt nghiệp. Sinh viên vừa tốt nghiệp là bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay 23 tuổi. Trời ơi, 23 bên này 31. Ô thế thì cái chuyện tình chú cháu như thế nào? Dạ em là sinh viên của trường, thì ảnh là giảng viên cũng của trường đó mà cùng khoa với em. Hồi năm 2 thì ảnh ấy dạy em, nhưng mà hồi lúc đó em nhìn ảnh vừa già, vừa xấu, vừa đen nữa. Lúc đó là râu mọc dài đó nữa, nhìn nói chung là không có cảm tình gì hết á. Bởi vì của nào trời trong của đó. Nhưng mà anh suy nghĩ hoài, trong một cái giảng đường thì nó rất là nhiều sinh viên. Tại sao không chọn những sinh viên khác để theo đuổi mà lại chọn cô sinh viên này? Lúc mới đầu thì em gặp bạn này ở trong lớp, thì bạn hơi nhiều chuyện một chút. Ủa mặt này mà mặc nhiều chuyện hết trời. Trời ơi, trong lớp thì hơi nói nhiều nên em cũng chú ý, em nhắc nhở nên cũng có một chút ấn tượng. Nhưng mà lúc đó vẫn chưa quen, tại vì tư cách là thầy trò thôi nên học xong thì thôi. Sau này mới gặp lại. Trong hoàn cảnh nào? Dạ, khoảng 1.5 sau á. Mà hôm đó lại trời mưa nữa. Xong ảnh đi trễ giờ dậy, em thì ngồi nói chuyện với một đám bạn. Tự nhiên ai không bắt em ra là cầm áo mưa đội ra để dẫn ảnh ra bên giảng đường, ảnh đi dậy. Mà xui cái là 3 ngày liên tục của cái tuần đó đều trời mưa mà toàn là bắt em dẫn đi mà. Xong rồi ảnh đi đòi trả nợ. Ảnh mới nói là mai mốt tôi trả cô trà sữa. Thì ảnh chỉ mời lơi em thôi, nhưng mà em đòi thiệt, ngày nào cũng đi đòi đó. Như vậy là phải cảm ơn ông trời. Đúng chưa? Thầy chỉ định hay sao, là thầy đã ngầm là... ngầm theo đuổi, ngầm để ý cô này rồi. Đúng không? Dạ không phải, tại vì lúc mà kêu làm tiểu luận hay làm bài á, thì em cũng hay nói chuyện với bạn này. Thì lúc đó thân hơn. Thân hơn thì em nhờ bạn là thôi, em mang cái áo mưa, em dẫn tôi qua bên chỗ lớp để dạy, rồi em mang áo mưa về trả lại cho người ta. Bao lâu thì mới bắt đầu uống được thay đổi lần, uống được bao nhiêu lần, che được bao nhiêu cái áo mưa thì cái cách thay đổi xưng hô nó chuyển từ thầy sang anh. Sau cái buổi trà sữa đó về thì hai người nhắn tin qua lại cũng được 2 tuần, thì anh đi từ thiện mới nhắn tin lời cái là bộ thầy quên em rồi sao. Cái ảnh mới điện cho em liền, anh kêu là tại điện thoại tôi lên nó không có sóng này nọ.
tôi có mua quà về. Mà ảnh mua hai món quà ảnh thử em. Một cái là một cái móc treo xe bình thường thôi. Còn một cái là có hình con trâu thì tên của ảnh. Cái ảnh mới đưa cho em nè, chọn đi. Cái đầu tiên là em chọn cái móc bình thường thôi. Cái thấy mặt ảnh buồn buồn ấy, xong cái giả bộ suy nghĩ lấy lại. Em lấy cái móc có tên của ảnh, cái anh mừng quá về tới nhắn tin tỏ tình với em. Tối hôm đó là bạn nhắn tỏ tình sao? Không, em cũng hẹn đi chơi rồi hai đứa ngồi cho công viên rồi kêu là thôi giờ tôi cũng lớn rồi, thôi nếu mà có tình cảm thì làm bạn gái tôi nha. Trời ơi, ghét không? Để hỏi hỏi thầy cái nè, rồi lúc đó có phải giấu tất cả mọi người không? Dạ có, tại vì thường là nếu mà học trò mấy thầy giáo là hay bị thị phi lắm. Nếu mà tới nghiêm túc thì không sao, nhưng mà tới kia đó là thị phi. Nên em cũng nói rõ với bạn là thôi quen nhau thì anh đi ăn uống hay gì đó thì đi xa xa chút. Chứ tới trường rồi mất công mấy bạn sinh viên với thầy cô khác đồn lên rồi bạn học hành của bạn lại bị ảnh hưởng. Ảnh chở em đi học mà bịt kín mít luôn, xong rồi cái dục em ngoài trường cách 200m, trời nắng chang chang, mấy em đi bộ vô mồ hôi một kê đổ ra. Giả bộ chị xe dạ giấu tới khi cưới luôn chị. Giấu tới khi cưới luôn. Rồi dạ. Cưới bao lâu rồi? Dạ cưới được 6 tháng thôi, là tức là mới xì ra đây chưa được nửa năm luôn. Tới lúc mà em phát hiện thì các thầy cô mới báo quả biết. Dạ nhưng mà như vậy là thời gian là bao lâu, một năm, hai năm hay là bạn mấy? Dạ quen có 5 tháng rồi. Cũng đâu có gì giống ghê đó, giấu có 5 tháng trời đúng không? Người ta giỏi, ta giấu mấy năm trời luôn. Nhưng mà thôi không sao. Mà cái tình yêu của em với cô này á thì nó có ảnh hưởng tới cái trạng thái của em khi mà dạy học không? Nhiều khi cũng có chị. Thí dụ mà lâu lâu hai đứa vui vẻ với nhau á thì lên trên lớp vui lắm, không muốn về nữa mà hết giờ vẫn dạy tiếp. Nhưng mà bữa nào cãi lộn hay gì á, người khó chịu lắm. Rồi, lúc em đám cưới là em ra trường chưa hay là vẫn còn sinh viên năm 3? Dạ chưa, em lúc mà em cưới là em vẫn là sinh viên năm 4, đang làm bảo vệ công văn. Sao không chờ luôn mà? Mà tại sao không chờ cho tốt nghiệp xong rồi cưới? Tại vì thứ nhất là anh cũng lớn tuổi, anh xuống xin ba mẹ em. Thứ hai nữa là nhà coi á, thì cái ngày tháng đó thì được, cho nên là mới cưới luôn. Nói chung anh cũng nghiêm túc lắm, tại vì lúc mà anh ấy tỏ tình với em á là em chưa kịp trả lời là 2 giây sau là cầu hôn em luôn. Em ở chung với lại bên vợ hay là vợ ở chung với bên chồng? Dạ vợ ở chung với bên em. Rồi mẹ của em là chắc là còn trẻ lắm phải không? Dạ mẹ em hơn ảnh có 9 tuổi. Cái hôm bữa lần đầu tiên anh về nhà em chơi, cái em mới gạt ảnh kêu chị em á trên Sài Gòn mới xuống, em vô anh chào đi. Cái ảnh vô anh thao thao bất tuyệt xin mừng chị với em, xong rồi tới lúc về em kêu là mẹ em á vô chào lại đi, cái bắt đầu quê quá vô chào lủi xe đi về luôn. Vừa về cái mẹ em kêu ê sao nó còn dạ anh tao đó vậy mày. Ủa vậy cha em có phải bằng tuổi với mẹ em không hay là? Dạ không, cha em hơn mẹ em 9 tuổi. Ý cha này là hơn mẹ 9 tuổi. 8 tuổi à, nó cũng xê xích 89 đó chị. Dạ, có nghĩa là con rể với lại là bố vợ á. Dạ. Là một hệ đó. Dạ. Em với mẹ, tức là cái hoàn cảnh nó giống nhau á. Giống nhau đó. Số phận giống nhau. Cũng là 89 đó. Tại vì ba của em là một người đàn ông của gia đình á, nên là em lấy ba em làm mẫu mực để mà em chọn chồng của em. Thì thứ nhất là về ngoại hình thì ảnh ấy giống ba em, tính tình á thì khác trời vượt, ba em thì chịu khó làm việc nhà lắm, còn ảnh ấy lười lắm. À bây giờ là đến cái chi tiết kể sau rồi đó. Cho kể luôn đi. Đi. Sẵn cái đà rồi. Dạ. Hồi lúc yêu em á thì hay xuống nấu spaghetti cho em ăn, hay là chở em đi xem phim, hay là đi chơi. Nói chung em thích đi đâu là đi hết á. Còn thôi bây giờ lấy nhau về á là kêu anh ơi dọn giùm em cái chén ăn cơm đi, là không có thấy mặt mũi đâu hết á. Đóng cửa. Nhiều khi mà thấy em nấu ăn ở dưới á, ở trên đọc truyện, nhưng mà thấy em mà đi lên một cái là tắt màn hình điện thoại, nhắm mắt ngủ. À, giả ngủ. Xong rồi hả, nhờ vợ nhờ là anh ơi lấy cái đồ hay là phơi cái đồ, cái là em lấy từ sáng tới chiều rồi còn yên nguyên luôn. Rồi còn gì nữa không? Thì tối ảnh ngủ thì ảnh hay ngáy nữa, mà em ngủ mình quen rồi mà ảnh ngáy to quá em ngủ không được. Cái em quay ngược cái đầu lại là chân của em là ở phần trên á, cái nhiều khi anh ôm qua anh ôm ngay chân của em, anh bật ngược lại để thật xấu với chồng mà đôi mắt rất là lúng liếng sung sướng vậy đó. Ôi tôi rất là hạnh phúc với những cái điều xấu của vợ. Thì chồng em là ngoài bắt em là học không?
Dạ có. Tại vì em là học dốt lắm, học dốt tiếng Anh với lại tin học dốt vô cùng luôn. Mà ảnh thì ảnh dạy tin với lại dạy tiếng Anh. Thế là suốt ngày bắt em học là em thì em trốn rồi, cái xong mét mẹ em với mẹ em chửi em. Nói chung mỗi lần như vậy là em giả bộ em bệnh hay là em đau hay là em mệt hay gì đó em trốn hết. Làm lá yêu á, nghe là yêu chứ cắt tiền tiêu vặt của em. Có nghĩa là em mà không đi học là cắt cái khoản đó cho nhịn luôn. Không có tài khoản. Dạ đúng rồi. Rồi giờ tao kể tội của vợ. Bạn này bạn nói nhiều lắm anh. Sao? Nói nhiều lắm, em nghe em nhức đầu lắm. À dạ. Nhiều khi bạn có một vấn đề mà cứ leo nhéo liên tục. À, tới khi nào là mình làm mới thôi. Ừ. Anh nhiều khi em la cho. Ừ. Dạ. Còn cũng chẳng, bạn này khá là nhanh nhẹn với lại dễ thương. Chỉ có tật là hơi nói nhiều thôi. À chỉ có nói nhiều rồi đúng không? Dạ. Hồi xưa quen nhau đó là ảnh hay rủ em đi Sài Gòn chung với ảnh đi dạy rồi ngồi đó đợi ảnh. Sau này em mới biết là ảnh rủ em đi Sài Gòn là để cho em nói cho ảnh đừng có buồn ngủ. Tại nhiều khi em đi trên đường nhiều á, em hay mệt á, hay ngủ gục trên xe á, cái đó khá là nguy hiểm. Nên có bạn này đi và anh cứ nói chuyện như vậy, nhiều khi em không có ngủ được. Rồi, em mong muốn anh xã này của em á, là thay đổi gì? Em chỉ mong ảnh là hay phụ em việc nhà thôi. Tại vì nhiều khi mà em sống ở nhà em á, là ba mẹ em cùng làm, xong rồi cùng nghỉ rồi cùng chơi. Em thấy quen rồi, lên trên đây á, chồng em cứ nằm gác chân đọc truyện thôi mà. Còn em mong muốn vợ em thay đổi gì? Em chỉ muốn vợ em là siêng học hơn chút. Bạn lười lắm. Nhiều lúc là em bắt học để nâng cao kiến thức rồi phục vụ công việc của mình thôi. Nhưng bạn tìm đủ mọi cách à. Trốn không à. Bạn thầy có nghĩ rằng là do bạn này phải làm việc nhà nhiều quá cho nên bạn ấy bị mệt, bạn ấy học không vô? Đúng là một vài lần thì đúng là như vậy. Thì em không nói gì cả. Nhưng vài lần là bạn ấy cũng nằm chơi thôi. Em bắt học thì bạn ấy giả bộ là ôi nhức đầu quá thôi. Nhưng mà bạn này là đã tốt nghiệp rồi đúng không? Dạ em vừa tốt nghiệp xong. Đã mà bây giờ chồng vẫn bắt học hả? Dạ, tại vì cái chuyên ngành của em cần tiếng Anh. Học tiếng Anh thôi, chứ còn mấy cái kia thì không cần học nữa. Ngộ lắm em, có những người có năng khiếu học mà có những người không có năng khiếu học. Dạ. Giống như về sinh ngữ, có người có năng khiếu sinh ngữ mà có người học hoài học cũng không có được nữa. Dạ. Cho nên rằng là em lựa đi, lựa cái đường để mà tìm một cái hướng phát triển tốt nhất cho cái người vợ của em để mà đạt cái hiệu quả cao nhất. Chứ nhiều khi những cái người ta không thích rồi mình ép cũng vậy. Rồi đâm khi nhiều khi ép nhiều quá sinh ra xung đột đó, vậy thôi. Còn chị cứ biết thay mặt chương trình là chúc tụi em có một gia đình thiệt là hạnh phúc, sau này nếu mà có thành viên mới thì sẽ là một khối gắn kết. Yeah. Dạ em tiết lộ một cái điều bí mật là ngày hôm nay thì sáng nay em vừa mới phát hiện là mình có một cái thành viên mới. Dạ. Ba mẹ là mong cháu lắm luôn. Đúng mới rồi. Hối cưới dữ vậy đó, bạn này mới phải vượt rào mà cưới sớm vậy đó chứ. Anh vừa định chúc hai em thì em lại bật mí một cái tin vui như vậy. Thôi thì chúc thêm lần nữa, chúc cho em bé khỏe mạnh và chúc hai bạn lúc nào cũng vui tươi và viên mãn và hạnh phúc này. Dạ, dạ. Cảm ơn anh chị. Và bây giờ thì Quốc Thuận xin mời quý vị khán giả đang trong trường quay, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để cùng đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Xin chào hai em. Xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận, xin chào quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay cũng như quý vị khán giả đang xem chương trình qua màn ảnh nhỏ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Trần Hữu Duyên, năm nay em 26 tuổi. Em hiện tại đang là nhân viên kinh doanh của công ty Hyundai Trường Chinh. Em là người gốc ở Sài Gòn. Thế còn em? Em xin kính chào tất cả mọi người. Em xin tự giới thiệu, em tên là Vũ Ngọc Vy, 26 tuổi, hiện là bác sĩ khoa gây mê hồi sức Bệnh viện Nhi Đồng 2. Em sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh. Duy và Vy, hai em là gặp nhau và quen nhau trong trường hợp nào? Tụi em gặp nhau năm 2008. Lúc đó là tụi em đi chơi những cái buổi sinh hoạt hè chung với nhau. Thì em là bên đội của mấy bạn nam, còn vợ em là bên đội mấy bạn nữ. Thì lần đó là em gặp vợ em xong thì em đã bắt đầu cảm thấy thích rồi. Khi đó vợ em mới nói một câu là: "Ê, cầm giùm cái giỏ coi." Em cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Thì em cũng đứng đó, em lấy giỏ, em nhận giỏ. Xong rồi thấy vợ em cười với em một cái, em nói xong rồi, tiếng sét ai tình.
Cái vỏ đó là chắc có chứa xét luôn á. Xét một cái là dính luôn. Vậy thì còn em thì sao? Em nhìn anh này em có ấn tượng gì về anh không? Lúc mà đi thi bên công tác đoàn á, mình vô mình thi đấu gấp quá rồi mà chỉ có muốn mình anh ảnh đứng ở cái chỗ đó thôi. Thế là em đi ra em kêu là ê cầm dùng cái vỏ coi em qua, đùng cái cho anh này em cầm luôn. Sau đó em cười với một người khác, em cười với nhỏ bạn em mà ảnh tưởng em cười với ảnh. Trời. Rồi sau đó là như thế nào? Bao lâu thì các bạn mới quen nhau? Dạ thì với em với vợ em á thì em tự quy định ngày đó là em coi như là ngày quen đầu tiên của em luôn. Nhưng mà em phải có một cái chiêu gì đó để mà em chinh phục người đẹp này đúng không? Dạ đúng rồi, thì do là lên cấp 3 á, hồi cấp 2 thì tụi em học chung với nhau, nhưng lên cấp 3 thì mỗi đứa học ở một trường khác nhau. Thì từ trường của em qua trường của em là khoảng 5 cây số. Nhưng mà có một câu chuyện rất là vui, có nghĩa là ở đây khi mà trường em mà vừa đánh trống cái tung một cái là thầy cô chưa kịp báo là hết bài, là ở đây là em đã xong xuôi hết tập vở trong giò bỏ vào ba lô. Và tức tốc là trong vòng 7 đến 8 phút là em xuất hiện ở bên trường của vợ em. Trời ơi nhanh như chớp ha. Tức tốc đạp một cách mà phải nói là nếu mà hồi đó mà có mấy anh huấn luyện viên của đội tuyển xe đạp trẻ có thể thấy em chắc cho em vào đội tuyển xe đạp của thành phố luôn. Vô chinh phục cúp vàng luôn á. Có phải là vì lý do đó mà em ngã với anh này không? Dạ thì trước giờ đi học á thì đưa rước toàn là ba em đưa rước thôi. Nhưng mà từ lúc mà có bạn đến bạn chở đi học rồi, thấy bạn cũng kiểu ngoan ngoãn hiền lành, không có ý đồ gì hết, thì ba em kêu là vậy thôi bạn chở đi học luôn đi. Thì cứ đi với nhau một thời gian vậy nó thành thói quen luôn. Bao lâu thì hai em mới chính thức là yêu nhau? Tụi em vợ em ở đây á là không có xác định rõ ràng là mình mối quan hệ như thế nào. Thì chính vì vậy cái một lần em nhớ không lầm á là năm đầu tiên của lên đại học, vợ em lại có nhiều thêm nhiều mối quan hệ hơn nữa. Có một người anh kia theo đuổi vợ em, ảnh cũng vừa giàu nè, đẹp trai phong độ mà lại học đại học trường y nữa, theo đuổi vợ em. Thì lúc đó mình vẫn chưa có được vợ xác nhận là quen, lúc đó mình tự nhiên cái ghen anh. Bữa có một lần có một người bạn vô tình á, người đó nói lại với em, ý tao thấy con Vi nó mới, thằng đó mới chở con Vi về kìa. Trời ơi em là không cần xác minh cái gì hết, gọi điện thoại cho vợ em. Trời ơi, giống như là bao nhiêu giận mà máu sáu cơn nó ào ra hết. Chút hết lên người vợ em mà không cho vợ em nói một cái gì luôn. Anh này thì ảnh nói kiểu lớn tiếng á, mà em mà nghe hoặc ai mà nói lớn tiếng á là em không cần biết nội dung, em sẽ tắt máy đầu tiên. Sau đó anh này ảnh chưa đâu, ảnh gọi lại mấy lần nữa. Rồi sau đó anh nhắn tin, ảnh nói là em là một đứa lăng nhăng rồi này nọ, anh nói nặng lắm. Nên là em không có giải thích gì hết á, em cúp máy luôn. Rồi sau đó như thế nào? Chia tay. Sau đó là em chia tay anh này luôn. Bao lâu? Em chia tay liền luôn, chia tay trong vòng 6 tháng. 6 tháng, trong 6 tháng đó thì... Mà em sao, lúc em sống chết rồi, sống dở chết dở rồi. Lúc đó là vẫn còn rất là thương quá, vẫn còn thương đó. Nhưng mà chẳng qua là tại vì mình ghen quá, tại mình xấu quá mà vợ mình là đẹp quá nữa. Xấu quá mà. Xấu ơi là xấu. Giận quá mất cô, lúc mà cùng em làm sao mà... Thì em á, thì vẫn cứ theo đuổi vợ em, thì vẫn cứ là nhắn tin qua lại. Thì nhưng mà do là em nhắn tin á, thì tin nhắn nào đó của em đến á, thì vợ em đều xóa hết. Nên những cái gì mà em muốn giải thích hoặc là muốn giảng hòa thì đều, vợ em đều không chấp nhận. Thì trong cái khoảng thời gian chia tay á, thì giống như em không có quan tâm đến bản thân mình lắm á. Kiểu như là mình cứ cắm đầu vô học này nọ. Thì có một hôm đi trên đường mà đi học từ thư viện về á, là khoảng 9 giờ tối, gần 10 giờ. Thì khi mà em về tới nhà thì em bị kiểu chưa về tới nhà đâu, em bị đau bao tử á. Thì em mới gọi điện thoại cho những người quen, em đưa ra một cái clip yêu tin 1, 2, 3, 4 em gọi hết luôn nhưng mà không có ai ra được. Thì em mới nhớ tới anh này mà một cuộc ảnh ra liền luôn. Dĩ nhiên rồi, trời ơi người ta chờ có nhiều đó. Cơ hội. Em, lúc đó em vẫn có lý trí lắm nha. Có nghĩa là khi mà em chạy ra thì em nghĩ nếu bây giờ mình đi ra một mình thì mình sẽ phải đi chung với vợ mình về. Nên lúc đó mặc dù là 9 giờ rưỡi tối rồi nhưng mà em vẫn gọi điện thoại cho một người bạn thân của em là kêu là ê mày giúp giùm tao bây giờ, hiện tại là Vi đang đau bụng quá không có thể nào mà di chuyển về được, thì mày có thể lên với tao và hai thằng kè Vi về không. Em nói với bạn em là một đằng như vậy thôi nhưng mà thật ra là em đang lợi dụng nó để lên trên đó, nó đi xe của em về còn em đi xe em chở vợ em về. Wow. Cái câu chuyện này cái người bạn nó biết không? Dạ người bạn đó chắc hôm nay em chia sẻ mới biết chứ lúc đó không biết luôn. Mà chắc là bạn đó đến khi mà xem chương trình này rồi mới biết đúng không? Dạ bạn đó đang có mặt ở trường quay. Đâu bạn nào đâu. Tôi hy vọng là bạn hãy nên đè nén cái cơn giận lại, đừng có nhào vào đây quánh bạn của mình nha. Coi như tụi em lấy nhau bao lâu rồi? Dạ tụi em lấy nhau đến đây là khoảng 8 tháng. Trời ơi quen một thời gian dài dằng dặc vậy đó. Mà mới cưới đây. Dạ. Được 8 tháng. Trong 8 tháng qua
thì các bạn có vỡ mộng gì về người bạn đời của mình hay không? Dạ, thì vợ em á, mỗi lần mà khi giận thì sẽ không bao giờ nói ra. Thành ra là mình cảm thấy có lỗi mà, nên là bằng mọi giá là em phải xin lỗi. Nhưng mà xin lỗi của vợ em á, thì không đơn giản là ví dụ câu chuyện đó em vi phạm một lỗi thì em xin lỗi lỗi đó là xong, không có đơn giản gì đâu. Em phải ngồi em phải liệt kê ra là em bị cái lỗi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cái tự nhiên từ có một cái lỗi nhỏ cái lòi ra đâu ra 8, 9 lỗi lớn. Dòng ở dưới dây, nó có mấy cái vô cộng nữa. Một cái thứ hai nữa là vợ em rất là vui. Bình thường vợ em á, ngồi mà ngoáy mũi ra không sao. Không có em ở đó thì vợ em rất là bình thường. Có nghĩa là vẫn lấy khăn giấy nhẹ nhàng rồi chùi rồi lại đi vứt rác. Còn có em. Nhưng mà có em thì vợ em xong móc ra: chồng ơi, màu gì vậy chồng? Hôm nay nó lỏng hay nó đặc vậy chồng? Đã vậy thì đơn giản thôi đó. Chồng ơi, lấy cái tay của chồng á, chồng chiết con tay chồng chiết vô khăn giấy giùm vợ nha. Cứ lần nào có em là 10 lần là y chang 10 lần là vợ em làm hành động đó. Nhưng mà cái đó em rất là thích. Tức là đến cái phần mà mong muốn thay đổi là không bao giờ mong không muốn thay đổi. Cái đó là một cái mà duy trì cho cái mối quan hệ vợ chồng á, lúc nào nó cũng vui vẻ dạ. Rồi còn em, giờ tới phiên Vi đó. Dạ, anh này á thì em không biết ở nhà như thế nào, nhưng mà khi đi với em á là quần áo thẳng tắp luôn, thơm tho. Mà em về tới nhà á thì em ở chung em mới biết anh này á là ảnh mặc đồ xong, mỗi ngày em mặc một bộ, nhưng mà ảnh mặc xong rồi ảnh sẽ treo lên một cái cây treo đồ trong nhà. Thì em khi mà em vừa mới bước về nhà em thấy cái cây treo đồ nó đầy đồ luôn, thì em mới không biết được là đồ đó mặc bao nhiêu ngày rồi, thì em mới cầm hết đống đồ đó đi em giặt hết. Anh này về anh dãy nậy lên, anh nằm trên giường anh giật đùng đùng lên. Ừ. Anh nói tại sao cái quần nó mới mặc 2 ngày mà giặt rồi phải mặc đủ 7 ngày em mới cho anh. Rồi tiếp đi em. Tiếp anh này anh lấy em về được 1 tuần là anh đánh em rồi. Ngủ nha là anh nằm cạnh, anh không có cho mỗi đứa nằm riêng ra, phải nằm lên tay, giơ tay vậy nè, nằm lên nằm sát vô. Buổi tối anh nằm mơ hay sao anh đập bụp. Thôi rồi đau thôi. Dạ đau anh, em tức quá em kêu dậy cho bằng được luôn. Vậy cái ủa sao vậy, ủa có chuyện gì vậy, mặt ngây thơ không biết gì hết, anh nằm mơ. Tôi đến ngày hôm sau bụp. Ủa chị mơ chị đêm nào mơ đánh lộn vậy đó? Dạ có 2 đêm mà sau về sau em tức quá em đánh lại quá trời luôn. Mơ đánh lộn với khách hàng hay sao? Dạ không phải, lần đầu nghe vợ kể á là ủa sao đời chồng đánh vợ, thì em vẫn chưa tin, nói sao mà đánh được, thương còn không hết làm sao mà đánh được. Cái lần thứ hai cũng vậy, nhưng mà lúc sáng dậy thì thấy mắt vợ bầm, với lại cái nhẫn của em này quấn lúc mà ấy thì có xẹt một cái đường ngay trên mặt vợ em. Thì lúc đó thì em mới tin là do tối mình ngủ thì mình có cử động tay chân, nhưng mà do là em là người chơi vận động nhiều nên nhiều khi là mình không có kiểm soát được. Bây giờ vậy thì em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Dạ thì theo em thì em mong muốn vợ em là biết quan tâm đến sức khỏe mình nhiều hơn xíu. Thì vợ em là đang có giống như là đau bao tử á, đau mà đau quặn quặn quại luôn. Nhưng mà không, vợ em vẫn không thay đổi được cái thói quen đó. Tại vì mình sắp tới hai vợ chồng mình đang có rất là mong muốn là có em bé, thì vợ hãy chăm sóc bản thân mình nhiều hơn xíu nữa để mà sau này có con thì mình còn chăm sóc cho con được. Còn vợ thì mong muốn chồng thay đổi điều gì? Em thì mong muốn chồng em thay đổi là gọn gàng một chút, ảnh chăm sóc cho bản thân ảnh tốt hơn á, ảnh gọn gàng hơn thì mai mốt ảnh mới phụ em chăm sóc cho em bé được. Cái nhóm thứ hai là muốn anh này ảnh kiểu năng động lên, có nghĩa là khi mà mẹ chồng em nói cái gì đó hoặc là khi em nói cái gì đó thì ảnh sẽ làm liền, còn anh này ảnh kiểu ảnh đợi nói cả 5-6 lần ảnh mới làm á, thì cứ từ từ. Dạ đúng rồi, ảnh cứ từ từ á, tính ảnh hơi lề mề một chút á, cho nên em muốn ảnh thay đổi cái tính đó, nghĩa là nhanh nhẹn hơn. Thực ra hai bạn đây là một cặp đôi rất là thành đạt luôn, cả hai vợ chồng. Bây giờ cái điều mà các bạn mong muốn nhất đó là có một đứa con. Dạ. Để cho ông bà nội, ông bà ngoại gọi là thỏa mãn. Dạ. Đúng không? Dạ. Và chắc chắn là khi mà các bạn có con rồi thì hạnh phúc sẽ nhân đôi nhiều hơn. Dạ. Là bởi vì cả hai bên gia đình cũng đang rất mong mỏi cái điều đó. Rồi, em cảm ơn chị. Cảm ơn chị rất là nhiều. Rồi, bây giờ xin mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay để chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Chào hai đứa. Chào hai em. Dạ, em chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận ạ. Em tên là Đinh Thị Thanh Thủy. Em sinh năm 1989. Em trung say đắm quá. Dạ. Hiện tại bây giờ là em đang đi hát nhóm. Và em hát nhóm The Queen, đánh DJ thêm. Rồi, mời ông xã. Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận.
Em tên là Nguyễn Tiến Đạt, năm nay 35 tuổi. Hiện tại công việc em đang là quản lý cho nhóm hát. Nhưng mà là làm quản lý trước khi cưới cô ấy hay là sao? Dạ sao anh? Quản lý một thời gian mới yêu nhau đúng không? Đúng em không? Đoán đi. Mới làm quản lý thôi. Chứ trước đây là khán giả. Một khán giả đi coi thấy nhóm bốc lửa quá. Mà đặc biệt là thấy cái cô này cổ ấn tượng nhất trong nhóm. Có một cái chiếc răng khểnh quá đẹp. Hay là quyết định cua và sau đó trở thành quản lý đúng không? Dạ hơi sai chút xíu. Bé nó lịch sự quá chị. Mỗi lần mà anh Bin mà anh đoán nó hề hước lắm em. Nó không có cái gì mà trúng vô cái gì hết. Người ta cũng trúng bộ, lâu lâu cũng trúng miếng. Hai vợ chồng kể cho anh nghe đi. Cơ duyên nào mà hai vợ chồng biết nhau và bắt đầu yêu nhau? Dạ em làm việc chung với lại chị hai của ảnh. Em là đi hát chung với chị. Sau đó thì em mới biết ảnh. Hai đứa biết nhau là cách đây bao lâu rồi? Tính ra là cũng 14-15 năm. Cái lần đầu tiên mà em diện kiến cô bé này thì cái cảm giác của em sao? Lúc đó em thấy cũng xinh xinh, chưa có cảm xúc với lại vợ em. Cảm xúc mà chỉ biết là thấy cô bé này dễ thương thôi. Hỏi thẳng luôn là lúc đó em có bạn gái chưa? Có nhiều lắm anh. Lúc đó chắc là tóc bồng bềnh đúng không? Hồi xưa là hot boy anh. Em gặp ảnh lúc đầu em cũng không có ấn tượng gì nhiều. Mà hình như là em thấy em ghét ổng nhiều hơn. Ủa sao vậy em? Sao hot boy mà em ghét người ta là sao? Dạ thường em thấy ai mà mặc đồ ảnh trai hay này nọ là em cảm giác người đó kiểu giống như là sao ta? Đào hoa lắm. Đúng rồi anh. Cảm giác em thấy không có được tin tưởng, là tin tưởng an tâm đúng không? Đúng rồi. Do giống như là mới em chưa biết á, cho nên em cảm thấy em ghét. Là mấy bé mới lớn nó hay vậy lắm. Nhiều khi nó thích đó, nhưng mà làm bộ nó không thích. Em có cảm giác gì không? Lúc đó em cũng không nghĩ tới. Rồi sao quen? Lúc đó thì giống như là cũng có nhiều người muốn cua em á. Ổng là người giới thiệu để người ta cua em. Ồ vậy? Mà cuối cùng á người ta không có dính. Lý do gì mà dính được tay hay vậy? Tại vì tới cái quán cà phê đó thì bạn bè em ai cũng hỏi hết á. Ai cũng ngồi nói chuyện với bà hết. Em đâu có trách nhiệm đâu, em cứ ngồi góc ra ngoài kia. Em ngồi im. Cái bà thấy sao thằng nào mà im im nó lâu lâu. Vậy đó tự nhiên cái bà lại vô tình đến cái thằng im im nó lại là dạ đúng rồi anh. Dạ đúng rồi. Cố tình im để cho mình chú ý. Rồi đến khi nào thì hai đứa mới chính thức là quen nhau? Dạ thì cái ngày hôm đó là cũng giao thừa. Thì mấy anh mấy đứa em á rủ đi đi chùa. Đi chùa đêm giao thừa. Mà cuối cùng mấy đứa nó không ai đi. Còn có hai đứa em. Mà em đã lỡ xin nhà cho đi rồi. Mà bây giờ ở nhà thì bị quê. Thôi giờ hai đứa đi luôn. Có mình hai đứa thôi. Là thế là đi vô chùa. Là chùa Vĩnh Nghiêm á. Là tụi em đi vô chùa cúng xong xuôi. Lúc mà đi ra ngoài á. Thì ngồi đứng nói chuyện hết đơ đơ đơ. Hết kỳ kỳ ngại ngại. Cái sau ông nói thôi mệt quá. Bây giờ nắm tay luôn đi. Kỳ quá. Là tôi rất là quen luôn. Đúng là quen luôn. Là Vĩnh luôn. Lúc đó em bao nhiêu tuổi? Dạ lúc đó mới 17, 18, 17. Trời Phật chứng giám đó. Bùa ra xong là coi như là quen luôn. Cho nên mai mốt người ta hỏi ô lần đầu tiên các bạn quen nhau là đâu? Dạ tôi quen ở trong chùa. Rồi sau đó là tình cảm của các em nó nảy nở, nó nhiều kỷ niệm đẹp không? Hay là nó gặp trắc trở? Dạ lúc đó thì vẫn chưa đâu. Tại vì cứ nghĩ là quen đi thử coi làm sao. Nhưng mà khi anh quen em rồi anh còn đào hoa không? Còn anh. Còn giấu em á. Nhưng mà có khi như vậy nào? Như vậy là có nghĩa là bạn này bạn nói giấu như vậy có nghĩa là đã có cái sự chẳng hạn như là bắt cá hai tay chẳng hạn. Có không? Không có chị. À, tức là trong cái thời gian quen á thì hai đứa thì vẫn quen bình thường nhưng mà những bạn gái cũ hay nhắn tin rồi ngủ đi ăn sáng thì nào. Cái vô tình thì em phát hiện thôi. Thì em mới biết chứ đâu em đâu biết là ổng có bạn gái trước hay này nọ. Cái xong em mới phát hiện là ổng đang quen với con đó vậy đó. Nhưng mà tự nhiên quen em. Cái xong rồi cuối cùng thì hai người dứt khoát nào em không biết. Tức là ủa là sao em kể tiếp đi em, có nghĩa là tức là em từ chối chị. Từ chối người kia. Em từ chối, em không nhận cuộc điện thoại của họ. Nhưng mà sao bà này đã thấy tin nhắn rồi bà cũng ngủ gọi đi ăn sáng. Bà gọi trực tiếp cho bên số luôn. Rồi thành thử ra em đâu dám mong man nữa. Dứt luôn. Im luôn. Im luôn. Dứt bên kia luôn. Dứt phát luôn. Dạ. Nhưng mà hai đứa là giống như là hai đứa quen vậy trơn tru suôn sẻ hay là có những lúc nào mà hờn giận chia tay không? Nhau đó. Dạ cũng có chứ. Có giận. Nó không thì không ai tin đâu. Dạ. Có giận chứ. Dạ. Cũng có giận. Ai là người mà gọi là ấy trước? Thì cũng cái vụ đó xong là bà giận em. Bà giận em xong rồi bà cũng có trả thù không? Chắc em nghĩ cũng có đó. Tức là chủ động chia tay hay sao? Tức là cho thời gian vậy, cho thời gian. Cho anh thời gian suy nghĩ là bây giờ anh, một là anh chọn em hoặc là anh chọn
cho người ta. Thì em cho anh 2 tuần. Hai tuần để anh suy nghĩ xem như thế nào, anh trả lời cho em một câu quyết định. Thì trong lúc đó thì ngày xưa bà tham gia nghệ thuật mà, thì ca sĩ này nọ kia lên tập thì cũng là đi chung với người ta ăn uống thì đó, cái em phát hiện lại thì xong rồi em lại ghen ngược lại. Tức là nhưng mà em cố tình em dằn mặt ảnh hay dạ sao? Đúng rồi anh, đúng rồi đó. Tâm lý dằn mặt. Nhưng mà tới lúc mà ảnh ghen ngược lại thì lúc đó em sao? Dạ nói chung là thì giống như là bạn bè mình đi chơi, mình đi ăn thì cái bạn đó chở em đi thôi. Thì em cố tình cho ổng thấy mà. Khi mà thấy rồi cái ghen ngược lại em làm hùng làm hổ với người ta. Thì khi mà làm hùng làm hổ vậy rồi thì em thấy là thôi mình dứt khoát với bên người bên kia đi. Tội để cao. Không phải, tức là cũng bạn bè thôi chứ không phải là quen nha. Tức là mình chỉ là mình đi chơi, đi ăn, đi uống rồi người ta chở đi thôi. Rồi xong rồi tới lúc mà ổng thấy, lúc mà chở lên phòng tập á, tại vì em nói là cho thời gian ổng suy nghĩ mà, thì em cũng có phải có thời gian, có không gian riêng của em. Đó. Cho ổng biết là đâu phải là không có anh, em không có ai. Nhưng mà đó vậy nè. Thì lúc mà ổng ghen lại á, thì em thấy là thôi mình phải như thế nào, phải rõ ràng. Đó. Thì khi đó em mới nói là bây giờ anh quyết định sao vậy đó. Thì ổng nào quyết định, ổng chọn em, thì em cũng quyết định vậy thôi. Tôi cũng chọn anh. Rồi thì bến bao lâu thì, tại vì lúc đó là em còn, thật ra lúc đó em vẫn còn nhỏ. Dạ còn nhỏ. Nhưng mà gia đình có biết nhau không? Dạ, đến gia bao đình lâu em rảnh biết. Mới đến nhà em? Gia đình em biết luôn. Không biết sao chứ hồi lúc mà em còn đi học á, bạn mà gọi điện thoại tới hay gì mà nghe tới con trai á, gia đình em khó lắm. Trời la, không cho quen mà. Như sợ, vậy chắc chắn anh không dám. Sợ bị ảnh hưởng tới việc học việc của học em. Hành. Cho nên la dữ lắm. Không cho quen, em cũng không dám quen. Tới năm lớp 10, lớp 11 em chưa có quen ai luôn. Cái khi mà quen biết được ảnh rồi đó, ảnh qua nhà em. Mà ở nhà thấy ổng kiểu cảm giác như là chắc hiền với lại này nọ vậy đó. Đó cho nên là cũng ân hay sao á, cái không làm khó dễ không nè. Cứ qua nhà rồi ăn cơm giống như là con cái cháu trong nhà. Giống như ở nhà, rể trước. Như nhà của mình vậy luôn. Dạ đúng rồi. Nhưng mà qua có phụ ba mẹ được không? Có thể hiện là một dạ, người đàn ông coi như là rất là tháo vát gì nhà không? Dạ, nấu ăn luôn đó anh. Ngoan lắm anh. Nấu ăn luôn đó. Nấu ăn luôn hả? Nấu ăn luôn. Phụ chắc ông bà và vợ tương lai lúc đó chắc cưng lắm đúng không? Tại còn trẻ mà, ba má vợ em cũng trẻ lúc đó. Nhưng mà thời gian đó là kéo dài bao nhiêu lâu em? Hai đứa quen nhau trong dạ, cái thời gian đó là bao lâu? Một năm mấy rồi, năm hai năm mấy. Rồi xong là cưới luôn á hả? Dạ cũng chưa đâu. Tại vì nói chung là ổng cưới em là cũng giống như là bị bất đắc dĩ. Bác sĩ bỏ cưới hay sao? Dạ không, tức là mấy chị á, bên nước ngoài về á, cái đi qua thấy ủa sao cái thằng này nó làm gì mà nó cưới vô nhà mình nó tự nhiên quá vậy. Đó, cái nói cái bài em nghe, cái bài em mới kêu ổng ra nói con mốt con qua đây thì con ngồi ở đây bớt chơi bớt tự nhiên lại không? Bớt tự nhiên lại. thì lúc đó thì ổng thấy vậy bực quá đi về nhắn tin với ba, ba ơi con muốn có vợ. Là nói với ba em hả? Không, nhắn với ba ảnh. Cái xong mới qua hỏi cưới. lúc em nhắn tin đó với ba thì gia đình của em phản ứng như thế nào? Lúc đó là em nhiêu tuổi? Dạ lúc đó em là 22 tuổi. 22 tuổi rồi dạ. Lúc đó mà đội đàn ông mà 22 tuổi mà xin cưới vợ là gia đình hơi bị sốc đó. Không biết nhà em có sốc không chứ mà bây giờ thằng con chị mà nó biểu nó xin cưới vợ là chị sốc dữ lắm á. Nhắn tin với ba là ba ơi con muốn lấy vợ. Rồi ba em cũng nhắn được một tin về nhà đi rồi tính. Vậy đó. Rồi xong rồi ba mới bàn với nhà là dẫn bà ngoại qua bên nhà bên này. Nhà tính thiệt. Để hỏi luôn. Rồi khi mà qua thì gặp ông nội bên này thì ông nội này cũng ưng. Ưng rồi ông nội kêu là thôi tao gả. Nhưng mà đầu năm thì hẹn cuối năm mới cưới. Đó thì hai bên cũng nói chung là lúc đó cũng suôn sẻ lắm. Ô vậy hả? Dạ. Nhưng mà chị hỏi là lúc mà em về gặp ba đó. Rồi cái điều đầu tiên ba nói với em là gì? Giống như là lúc mà ba nói về đi tính á, lúc ba gặp dạ. Em ba nói câu gì? Ba hỏi thì cũng hỏi là con muốn lấy ai rồi thế này thế nọ thì con thì sau đó em mới nói là bé Thủy tham gia chung với chị á. Ở nhà mới nói cũng được. Vậy hả? Cũng được. Chắc cũng nhờ cơ. Dạ. Chị đó coi như là cây cao bóng cả của chị đó. Dạ đúng vô rồi. Bởi dạ. Giờ gia đình là ưng liền đó. Chung là cả hai bên. Tại vì biết sao không, 22 tuổi á
là với con trai là trịch, còn trẻ lắm. Đúng rồi. Còn con nít lắm. Trời, 22 tuổi chưa giờ nghĩ luôn á. Sự nghiệp các lúc đó còn chưa có cái gì, thành ra là mà đòi lấy vợ một cái là thấy mệt rồi đó. 30 tuổi mà tôi còn chưa có ý định lấy vợ luôn á. Nói chứ lúc đầu ba em cũng không có đồng ý đâu. Tại vì còn nhỏ quá. Với lại ba cũng dự định là cho em qua bên Mỹ á để định cư. Nhưng mà cuối cùng em quen ông này nè, cái em từ chối em không đi. Như vậy là cả hai bên đều đồng ý hết. Dạ, thì chắc chắn là đám cưới các em không có gì gọi là trắc trở hết đúng không? Dạ. Nghĩa là trước khi đám cưới có một cái trục trặc gì nữa không? Dạ có. Nữa hả? Cái trục trặc nói chung là định ngày cưới xong xuôi hết rồi. Thì có giấy mời đi nghĩa vụ quân sự. Là đi cũng một năm rưỡi. Tháng 10 cưới thì tháng 9 em nhập ngũ. Vậy là sao? Ủa gì có đám cưới đâu. Dạ thì xin về cưới xong rồi lên đơn vị lại. Dạ, trời ơi vậy đó hả? Mà mình không có giờ được ngày cưới sao? Dạ, đã mời hết rồi. Dạ đã lên thiệp với lại đã mời rồi. Vậy là cái cưới xong á là cái đêm tân hôn chắc tức tưởi lắm hả? Về được có 5 ngày. Coi như cái tuần trăng mật bị khuyết á. Đúng rồi. Tuần ta 7 ngày để ở được có 5 ngày. Tính luôn ngày cưới. Mà vợ còn quá nhỏ nữa, đúng không? Lúc đó chắc em 19 20 hả? Dạ, dạ tính ra là 19 à, đúng không? Rồi, như vậy khóc đến nay không? Là... Khóc dữ không? Dạ, dạ cũng không đến nỗi. Tại vì em ở nhà ba má chồng á, thì ba má chồng cũng thương. Với lại em ngủ chung với má chồng em. Tại vì má chồng thấy em ngủ mình đó chắc buồn á, cho nên lên ngủ chung với em. Thương quá hả? Dạ. Nào mà anh bộ đội về thì má chồng đi xuống lại, đúng không? Đã. Cũng 5 rưỡi anh. Ủa em... tới bây giờ là các em cưới nhau được là mười mấy năm rồi đúng không? Nếu mà tính luôn năm nay là 13 năm. 13 năm anh. Dạ. Con cái sao rồi? Con em nay 12. Nào 16. Ủa vậy là sau cái tuần lễ khuyết á, của đêm tân hôn đó là dính bầu luôn dạ, hay gì? Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ đúng. Chắc chắn luôn rồi. Em về là em về là con em xuất ngũ là con em được 3-4 tháng gì đó. Ừ. Chú bộ đội là đè nén rồi cũng cả tháng trời. Đó. Rồi về cưới một cái là 5 ngày tân hôn. Cái đêm động phòng là phát báo cái là dính luôn đó. Thì đó là dồn nén để còn đi chứ. Đi đúng không? Ừ. Ở các em còn quá nhỏ như vậy, đúng không? Chắc chắn là cái đêm động phòng chắc nó có nhiều cái chưa thể khám phá được đúng không? Nó còn thiếu kinh nghiệm nữa đúng không? Người nếm kinh nghiệm. Sao Đạt? Nói thôi em cũng đêm động phòng ấn tượng không? Ấn tượng chứ. Em nói chung là cái thời đó em còn nhỏ lắm, em không biết gì luôn á. Đến nỗi hôn mà em còn không biết hôn sao luôn mà. Nhưng mà hai đứa là giữ cho nhau cho đến ngày cưới đúng không? Dạ. Thì bởi vì mới dính em bé luôn đó. Mà ông này 22 tuổi rồi, lúc đó cũng vẫn còn trẻ lắm. Đúng rồi, rồi rồi trong quá trình mà lấy nhau rồi là có em gái mưa rồi anh trai nắng gì không? Hai đứa. Có chắc. Nói chung luôn. Là có trong luôn. Trong cái thời gian mà còn trẻ quá mà. Đúng rồi anh. Nói chung là trong cuộc sống gia đình mà lúc nào cũng phải có cái gọi là trục trặc cái này nọ, mười mấy năm mà chứ đâu phải là ít. Thì có những cái biến cố này nọ. Nhưng mà sau những cái biến cố đó đó thì mình cảm thấy là mình cần nhau hơn, mình hiểu nhau hơn. Chứ không phải là sau những biến cố đó mình tan tành hay gì đó. Sao em? Cái chuyện em gái mưa là có xảy ra đúng không? Dạ đương nhiên là phải có. Là trong trường hợp nào? Trong trường hợp nào? Dạ trong cái thời gian mà em đi diễn bên nước ngoài á, em đi Úc. Đi thời gian cũng 10 ngày. Lúc đó cưới nhau được bao lâu rồi? Cũng được 8-9 năm rồi. Ồ, mới đây. 8-9 năm. Dạ. Rồi. Thì lúc đó em đi Úc em diễn mà cũng 10 ngày. Thì ở nhà cũng quản lý ca sĩ. Rồi cũng quản lý em đó. Mà em đó thì muốn đi theo hát dòng bolero á chị. Nhưng mà cuối cùng thì em đã hát không được. Cái cuối cùng thì không quản lý. Đó thì em thấy là dắt đi giới thiệu người này người kia gì nọ, rồi em thấy nhắn tin qua lại nói chuyện này nọ vậy đó. Rồi em phát hiện, tại vì khi mà em về á, cái điện thoại hả, mỗi lần mà em kêu đưa cho em hay gì nó giấu. Run rẩy lắm, run rẩy lắm. Không dám đưa, tới tối em gần, em chôm cái điện thoại để em coi sao mà có ngày cứ giấu điện thoại hoài luôn. Đó, cái xong em gần, mà gần không được. Đang ngủ này, em chụp cái điện thoại, cái giật mình giật lại, rồi. Em nói chắc chắn là có, chứ mày không có. Kiểu này là chắc chắn là có. Đó, cái xong mà em chụp đại vậy mà dính, hỏi thẳng luôn, hỏi vậy mà dính. Đó, rồi xong em mới phát hiện ra. Đó, rồi hỏi ra thì cũng chưa có gì hết. Cũng mới có kiểu như nhắn tin qua lại, rồi ngủ ăn. Mưa nắng chút đỉnh đúng đó. Rồi, đúng rồi chị.
là đó là phát hiện ra là xong mày thôi đó. Dạ xong rồi em kêu em nói chuyện với ba mẹ, em được cái là có gì là em nói chuyện với ba mẹ để giải quyết, em không có tự giải quyết mình. Rồi sau đó rồi có chơi chiến thuật dằn mặt lại ảnh không? Anh trai nắng luôn. Dạ không, tại vì lúc đó cũng lớn rồi, em không có cái kêu sự đó nữa. Còn lúc kia là còn nhỏ. Dạ đúng rồi, tại vì khi mà mình gia đình mình con nữa, mình phải suy nghĩ cho con mình. Lúc đó em sao Đạt? Có năn nỉ, có giải thích hồi gì không? Sợ hãi chứ. Có sợ gãy đổ không? Có năn nỉ chứ. Rồi ba mẹ cũng kêu qua, ba mẹ bên em cũng kêu qua ra ngồi nói chuyện. Rồi tao cấm mày vậy đó, không được vậy mày được, mày được. Phải nói với lại vợ mày sao. Rồi thế là lên bàn thờ ông bà rồi hứa chứ cửu quyền tất tội. Dạ đúng rồi. Là cái đó là không có chối anh, anh nghĩ rồi. Là chỉ có trục trặc cái vụ đó thôi đúng không em? Dạ đúng rồi. Tới nay là không có còn cái vụ nắng mưa nữa đúng không? Rồi, sợ thôi, rồi chúc mừng. Sợ tới giờ luôn. Thật ra là các em lấy nhau từ cái thời mà còn rất là trẻ mà cho tới bây giờ mà chỉ có một cái chút xíu như vậy thôi thì cũng phải nói là các em cũng đã giữ cho nhau rất là nhiều để bảo vệ cái hạnh phúc gia đình ha. Dạ. Rồi bây giờ mình vô cái vụ kia đi chị ạ. Kia đi em vụ ơi kia đi. Cái đại hội dành mặt em đi. Biết cái vụ đó không? Vụ đó là vụ ăn tiền nữa cho Đạt nói trước đi. Đạt sao em nãy thấy Đạt coi như là nãy giờ ngồi mà em hiền 13 năm trời về chung chăn chung gói với cô ấy, có phát hiện cô ấy có nhiều tật xấu không? Tật xấu gì không em? Nói thiệt xấu với vợ em thì nói chung là vợ em dở lắm, dở về nấu nướng giặt giũ tất cả mọi cái dở lắm. Công chuyện nhà dở. Dạ dở lắm. Là không biết làm không gì biết hết nấu sao? Luôn không biết làm, chỉ biết nấu được hai món à. Mì trứng, mì tôm với lại chiên trứng thôi. Trời, hai món khó quá em. Chiên trứng nó còn dễ hơn luộc đó. Có những người chỉ biết luộc thôi. Sao? Còn có biết rửa chén không? Ít lắm. Cái con em nói cho mẹ rửa chén được nhiều lần lắm á ngoại ơi. Cái mà ngoại hỏi một mẹ mày rửa được mấy lần? Dạ hai lần luôn á. Trời ơi, rửa được tới hai lần trong 13 năm đó, ghê thiệt chứ. Quá nhiều luôn, số lượng quá nhiều. Không biết về nữ công gia chánh đúng không? Dạ rồi ngoài ra thì có cái tật gì nữa không nè? Nói chung là cái gì em cũng làm hết á. Về nhà là em làm hết cho anh. Tính mà tình còn, thì sao? Giờ em còn tật xấu gì nữa không? Dữ lắm anh ơi. Dữ lắm. Giữ thì mới giữ được em đó đúng không? Cực dữ cỡ nào đâu em? Nó giữ là giữ như thế nào? Cực dữ. Chửi em dữ lắm. Nhưng mà cũng không có tục. Ví dụ em xỉn nhậu về này kia là nó chửi ghê lắm. Chửi sáng dậy còn chửi tiếp nữa. Nhưng mà mỗi lần chửi vậy thì em sao? Em có phản ứng được không hay là im lặng? Em im mà. Em im xong nghe rồi bỏ em đi uống cà phê. Vậy đó. Vậy là nóng tính đúng không? Dạ, giờ em là lắm. Nóng tính đúng không? Giận lâu không? Buổi trưa là xong rồi, chiều về là đi. Thường mấy người nóng tính không có giận lâu em ơi. Ừ, nóng rồi xả ra xong là hết đó. Trưa về ăn cơm là xong rồi. Còn gì nữa không? Không có biết làm việc nhà nhiều nè, rồi nóng tính nè, rồi còn gì nữa không? Nói chung là kiểu ai đó thôi chứ. Có hay nói đi nói lại một vấn đề không? Dạ có chứ, nhai đó. Nhai mới nói nhiều đó. Có nhai là chuyện cũ không em? Dạ không. Được rồi anh, nhưng mà cái đó được á. Dạ. Sợ nhất là phụ nữ mà đem chuyện cũ ra nói. Đó. Rồi tới em đó. Không mà nhiều lắm. Tại vì á, em thì không thích nhậu nhẹt. Mà tối là cứ nhậu miết à. Tại ngoại giao á. Bạn ngoại giao kiếm show ngoại cho giao em rộng. Dạ đúng rồi. Đó, cứ mỗi lần nhậu là em gọi điện thoại không bao giờ được. Ít ra là cũng phải anh đang đi với ai hoặc là sao cho mình biết. Này không. Đó. Nhậu cứ mỗi lần nhậu về là em la. Mà em la là là tới sáng. Trời ơi, giống thứ mà sáng nhậu về chỉ có muốn ngủ thôi em. Mà tưởng tượng đi về bắt ngồi bắt cứ lải nhải hoài. Căng á, căng nhằn quá. Tới trưa ngày hôm sau luôn anh. Mà em ngủ được không á? Cái quan trọng là ông có ngủ được không? Mà em xỉn nó vẫn phải ngủ nè. Xỉn rồi, ngủ hết. Vậy mà nó vẫn còn nhậu được là hay lắm luôn á. Chứ còn căng nhằn chỗ đó là làm biến nhậu luôn á. Thì em không thích, em nhậu nhẹt nhiều. Rồi nhậu nhiều rồi còn gì nữa không? Thứ nhất rồi, thứ hai là ngủ á. Khi mà kêu dậy á, một cái có công việc cái gì á, kêu chừng ai luôn. Khó dậy. Khó dậy, ngủ vậy đó. Ngủ qua ông ấy đó. Còn nhậu rồi. Xong về có làm phiền cái vợ đó, không? Cái đó tật rồi. Tật già đúng không? Hai em, nhậu thì xong về có làm phiền vợ không? Bị cái tật là đã nhậu về khuya thì cứ việc về ngủ đi. Không, alo em ăn cái gì không? Anh mua về cho em ăn. Cứ lôi đầu mình dậy mà ăn. Nói đang mà quạo trong nữa. Quạo đúng quạo luôn. Mình đang ngủ mà.
Đó, mà trong khi em đâu có ăn khuya đâu, em giữ giác nữa. Đó, cái xong kêu dậy ăn mà ăn khuya, mà mua một lần mua về, em mua 2-3 phần. Đó. Cho mà không ăn dữ vậy? Ổng ăn, à. Ổng ăn 2 phần. Ủa, cái tật mà nhậu em xong về khuya hay đói bụng lắm đúng không? Dạ đúng, dạ, đúng rồi, đúng rồi. Ăn gì á? Bạn. Anh em cứ dạ. Hai cái đầu đồng hai cái đầu đồng luôn. Ừ. Dạ. Rồi sao nữa cưng? Đó, thì cứ kêu vậy rồi đi toilet thì lúc nào cũng lâu quá đó. Đi vô chổng giống như là muốn ngủ ở chổng luôn hay sao á. Là buổi sáng hả? Buổi sáng anh. À. Đó là đi cả tiếng đồng hồ vậy đó. Mỗi lần mà có công việc cái gì trời ơi. Réo gọi ghê gớm lắm đúng không? Rồi còn gì nữa nè? Dạ, chỉ có nhiêu đó thôi. Dạ. Rồi giờ em mong muốn đạt thay đổi điều gì? Thì nói chung là bớt nhậu giùm em. Bớt nhậu lại. Dạ. Là con em làm giờ có một đứa rồi đúng không? Dạ, dạ đúng rồi chị. Ờ, bớt sao không nhậu có thêm lại nữa? Phải bớt em... nhậu mới có thêm được. Em cũng chưa có dự định đẻ thêm. Tại vì nếu mà đẻ là phải kiếm thằng trai. À đứa lớn đứa gái hả? Dạ đứa gái. Còn nếu không thì thôi không đẻ nữa. Dạ. Chút ra đây anh chỉ cho bí quyết cho đứa gái. Ủa, mà nhậu kiểu này là không bao giờ mà ra con trai. Trời ta rượu bổ. Đúng rồi, uống rượu rồi được đó. Rồi giờ Đạt muốn sao vợ thay đổi điều gì nè? Dạ em thì muốn bà hiền chút thôi. Hiền chút mà. Hiền chút. Trời nó đơn giản quá mà em bớt nhậu đi nó hiền lại. Ờ đúng rồi, đúng rồi chị. Nó chỉ giữ nhất lúc mà em nhậu rồi nó căng nhằn chữ nhữ nó la lối thôi thì giờ á 50-50 đi. Dạ. Chứ, từng chị... 7 lần thì giờ mình bớt còn 2 lần thôi. Chứ chị thấy nhai từ tối tới trưa luôn á. Thì đó, thì tại vì em nhậu đó, nó ghét nhất là nhậu dạ, mà đúng không? Dạ đúng rồi. Mà bả nhai có khi nào em trả lời lại không? Đạt, không, em im. Không, im. Em im xong rồi đi. Em đi. Đi xong rồi em im. Rồi quay về la tiếp. Dạ không, quay về là không. Quay về là tới chiều là đi diễn rồi. Là chuẩn bị là công việc. Công nói chung là em mà đã vào công việc rồi á, là em sẽ không... có tính nó mấy cái vấn đề khác nữa. Okay. Rồi. Dạ. Chị thấy vậy nè, em bớt lợi. Dạ. Em bớt lợi cái bé nó cũng bớt lợi. Dạ. Bớt lại là có hai cái lợi cho cả hai đứa luôn. Dạ. Là thứ nhất nó giữ được giọng nó ca sĩ mà. Dạ. Bắt nó nói hoài, nó tắt tiếng nó hát. Em khàn giọng luôn á. Cái thứ hai nữa là em mà bớt nhậu em kiếm được thằng trai. Trời dạ. Ơi. Trăm bề lợi hết trơn lợi đúng đôi đường. Lợi đôi đường. Nghe. Dạ, dạ. Ôi hai vợ chồng quá hạnh phúc rồi. Dạ. Đúng không? Rồi cảm ơn hai em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Dạ.